Dự báo thời tiết 28 tháng 8, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, 28 tháng 8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển về phía Tây. Dự báo, từ đêm nay 28 tháng 8 đến đêm 31 tháng 8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000 m, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, đợt riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, đợt. Thời tiết khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 31 tháng 8, có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29 đến 30 tháng 8, có mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, cấp 2. Cảnh báo từ ngày mai đến 1 tháng 9, trên hệ thống sông Hồng Thái Bình, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét ở khu vực thượng lưu và 1 đến 2 mét ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô và sông Hoàng Long sẽ ở dưới mức báo động 1. Vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn cần đề phòng nguy cơ cao, xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Trong khi đó, ở phía Nam, do lũ thượng nguồn về, kết hợp với kỳ chiều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 31 tháng 8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2 m, trên báo động 2, 0,2 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7 m, trên báo động 2, 0,2 m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 2. Những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến khoảng ngày 12 đến 14 tháng 9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 28 tháng 8 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 99%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C.
nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Bye-bye.